Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn hai mẫu bình giữ nhiệt để mang cơm đi. Thì hai cái mẫu bình này ấy, nó thuộc giống như là đời cổ nhé các bạn. Nhưng mà hai cái bình này ấy, là hai bình mới thì người ta chưa sử dụng. Lúc nãy mình lên video ấy, mình lên video để bóc hàng ấy thì mình có nhầm lẫn hai cái hộp này. Đấy, thì thực ra hai cái mẫu hộp này có một cái hộp thì người ta mẫu này các bạn này của Tiger này thì người ta không ghi là đời nào. Còn một cái của Juji ấy, thì người ta có ghi là đến thời điểm hiện tại ấy, nó là 40 năm, hơn 40 năm nhé các bạn. Thì cái này là của bố của cái anh này đấy, nhưng mà đây là hàng mới người ta chưa sử dụng nhé các bạn. Thì để mình mở ra cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa hai cái này nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái, một cái Juji rất là to luôn nhé các bạn, còn cái của Tiger thì nó nhỏ hơn một chút. Đây, cái này là của những thập niên 70 80 nhé các bạn. Đấy, thì đều là hàng mới nguyên thùng. Rồi mình móc cái Tiger ra hai cái thì nó xem nhau, nhưng mà Yuji nó to hơn, bởi vì nó có thêm cả cái bình nước ở bên trong nữa nhé các bạn. Da quay da luôn nhé các bạn, còn da thật hay da giả thì mình không rõ, nhìn nó chắc chắn luôn. Bây giờ các bạn mua cái loại mới thì hình như là nó sản xuất ở Trung Quốc đấy bạn, còn cái đời cũ thì nó sản xuất tại Nhật luôn. Nãy mình xem nó ghi là sản xuất tại Nhật luôn nhé. Đây là cái của Juji này. Đấy, cái Juji thì nó có thêm một cái, đây là cái hộp này đựng thức ăn nhé các bạn. Có thêm một cái bình nước trong này nữa các bạn. Đấy, bình nước rất là nhỏ luôn. Đây, đây là đựng cái nắp, để nắp đựng cơm nhé các bạn. Canh đựng cơm nhỉ đấy. Còn đây là đựng, như đây là đựng canh này. Còn lúc nãy là đựng cơm. Còn đây là cái thìa này các bạn. Đấy, thìa người ta kẹp vào trong này luôn. Rồi, bình nước đây, mình bỏ đây. Đấy, đây là bình, cái này mình nghĩ là chắc đựng thức ăn này. Gần đây những cái sản phẩm nhựa mà tiếp xúc trực tiếp với thức ăn mà có nhiệt độ cao các bạn thì nó gây ra rất nhiều những cái trang báo người ta nghiên cứu, người ta viết là nó ảnh hưởng đến sức khỏe đấy các bạn. Mà thực tế là nói thẳng ra là nó gây ung thư. Đấy. Thì những cái này thì người ta sản xuất tại Nhật luôn nên các bạn yên tâm, kể cả sản xuất tại Trung Quốc cũng vậy, thì nó xuất sang Nhật thì nó vẫn yên tâm hơn nhé các bạn. Còn những cái hàng mà ở Trung Quốc mà xuất sang Việt Nam ấy thì thực tế là chất lượng nó, nếu mà hàng 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 gọi hàng trung ương ấy, thì nó khác, còn hàng mà hàng kiểu như hàng hàng không rõ nguồn gốc ấy thì nó lại khác nữa nhé các bạn, vì hàng không có nguồn gốc thì thường thì giá rất là rẻ. Cái Trung Quốc thì họ sản xuất đôi khi qua cả châu Âu luôn các bạn, qua Tây Âu, qua Mỹ đều xuất khẩu qua đó hết, nên chất lượng cũng không phải là tệ đâu. Nhưng mà do Việt Nam mình thì giống như là sản phẩm nó giá trị nó thấp, nó rẻ thì người ta làm nó bằng cái những cái vật liệu nó không được chất lượng. Đây, rất là to luôn nhé các bạn, cái này cao 30 cm. Đấy, ngang là khoảng 20 cm nhé các bạn. Còn đây của Tiger đây. Đây, Tiger thì nó có một cái thìa nằm ngang như thế này ở trên nắp. Đây là đựng cơm hay đựng canh nhé các bạn. Còn đây đựng cơm này. Còn đây là chắc đựng thức ăn đây. Đấy. Thì cũng về kết cấu nó như 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 nhau thôi các bạn. Thì các bạn nhìn dựa vào hai cái mẫu giấy. Đây các bạn nhìn này, giấy đời mới. Các bạn xem. Đấy, hai cái mẫu giấy đời mới, giấy đời cũ nó khác nhau hoàn toàn luôn các bạn. Giấy này thì dày hơn này, còn giấy này thì nó mỏng hơn nhé các bạn, với màu sắc thì nó ngả vàng nhiều hơn. Rồi hai cái bình đựng cơm này, cái bình Tiger này các bạn thì mình đang bán 1,5 triệu nhé, còn cái bình Juji là 1,8 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.